Có một bạn bình luận muốn mình chia sẻ những cái thai dự án intro đám cưới. Trước tiên thì mình cũng cảm ơn bạn đã theo dõi mình trong suốt thời gian vừa qua và cũng như sắp tới. Hiện tại những mẫu intro cũng đa phần nó đơn giản hơn trên nhiều ứng dụng. Khi sử dụng nó lại chuyên nghiệp, lại nhanh hơn. Hôm nay mình chia sẻ cho tất cả các bạn ba cách để có được những cái thai dự án intro mới nhất. Cách thứ ba là ok nhất. Theo dõi hết video này ha. Thứ nhất là ứng dụng KaMaster. Ở phần trang chủ, ở mục tìm kiếm dự án, các bạn nhập vào intro đám cưới. Ở đây nó sẽ hiện toàn bộ những intro mới nhất, rất là nhiều nha các bạn. Các bạn có thể lấy những intro này về thay thế ảnh để làm video cho mình. Tiếp tục là ứng dụng CapCut. Ở phần CapCut này, các bạn chọn chỗ chữ mẫu nè. Rồi ở trên thanh tìm kiếm, các bạn lại nhập intro mới nhất đám cưới. Ở đây nó hiện đồng loạt rất là nhiều những cái mẫu intro. Các bạn có thể tham khảo, lấy về làm video cho mình ha. Tiếp tục là một ứng dụng nữa. Đây, tạo video từ ảnh và nhạc. Các bạn có thể chọn mở nè. Ở đây có rất là nhiều mẫu. Các bạn có thể tham khảo những cái mẫu ở đây. Rất là chuyên nghiệp nha các bạn. Y như trên máy tính luôn. Hy vọng những gì mình chia sẻ có thể giúp ích được tất cả các bạn. Like, đăng ký kênh để ủng hộ mình ha.